双向迎面，笑傲精神历经百千，把秋天换最香甜。沧海浪边，昨夜梦里曾见，今夕波澜，何处风雨点点。是是非非恩怨，世纪红颜，携手海角天边。跃马扬鞭，苍穹一线，那关风霜降迎面，笑傲今生历经百千，把酒言换醉香甜。跃马扬鞭，苍穹一线，那关风霜降迎面，笑傲今生历经百千，把酒言换醉香甜。会想着个意không có thì phải rồi mùi đã ngồi đây thì còn gì phải sợ mùi đâu phải là con gái trong trắng hơn nữa chúng ta cũng từng là vợ chồng sao lại tránh né huynh nhìn huynh nè có biết huynh là ai không huynh là tướng công của mùi sao lại tránh né huynh cưới đồ cưới đồ ra huynh là nương tử của huynh tối nay tôi phải hầu hạ huynh cho tốt cởi đồ ra tôi phải hầu hạ huynh với hầu hạ mạnh nguyên siêu Thank you.
đi đâu? Thầy Huynh cũng tốt sao? Mục đích vừa tới đây còn chưa đạt được mà. Nhưng mà Huynh dừng tay đi, bây giờ quay lại vẫn còn kịp mà. Tại sao phải quay lại? Huynh đã làm gì sai? Huynh đã giết rất nhiều người, tất cả họ đều vô tội. Huynh giết người? Huynh đã giết ai? Chính mắt của nhìn thấy. Hãy nghe người ta nói, đừng tùy tiện nghe lời người ta. Huynh còn muốn ngụy biện, Huynh cấu kết với Sơn Tặc Quý Triệu Quýnh, giết rất nhiều tiêu sư, sau đó giết chết Quý Triệu Quýnh, còn Trang Hà Nhạc nữa. Quý Triệu Quýnh bán đứng Huynh, hắn đáng chết. Trang Hà Nhạc coi thường Huynh, không nghe lời Huynh, ông càng đáng chết. Tưởng là Huynh có biết là rất nhiều người đáng phải chết sớm, nhưng mà bây giờ Huynh tiêu diệt họ, khiến chung quanh đây càng yên tĩnh, càng sạch sẽ hơn, không tốt sao? Huynh điên rồi. Không có, dù có cũng là do Bụi hại thôi. Tôi không có hại Huynh. Nếu bộ không phản bội Huynh, làm sao Huynh đến nổi như bây giờ? Từ trước đến giờ tôi không hề yêu Huynh. Bộ không yêu Huynh thì tại sao hôm đó Huynh nhận lời lấy Huynh? Quyết định thành thân với Huynh là quyết định sai lầm nhất trong đời tôi. Bộ nói dối. Tôi thừa nhận là tôi ích kỷ. Trước đây vì muốn tìm nơi nương tựa, tôi đã nhận lại thành thân với Huynh. Tôi muốn quên hết chuyện trước đây, nhưng tôi không làm được. Là tôi có lỗi với Huynh, nhưng tôi đã trả giá cho việc làm của mình rồi. Cho dù là vậy, tôi cũng không thể phản bội Huynh. Phản bội người ta là phải trả giá thôi. Muốn tìm người gánh hậu quả thì Huynh tìm tôi đi. Đừng hại người khác, đừng hại Nguyên Siêu, đừng hại những người bên cạnh Nguyên Siêu có được không? Nói tới nói lui, cô cũng vì hắn, Huynh sẽ không tha cho Bành Nguyên Siêu. Nếu không phải vì hắn, chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc, sinh con đẻ cái. Huynh sẽ có một gia đình thật hạnh phúc. Bây giờ Huynh đã mất hết tất cả, tại sao? Bởi vì hắn là cướp Bụi. Cho dù Huynh ấy không trở về, tôi cũng sẽ rời xa Huynh. Không đâu, Bụi sẽ không rời xa Huynh đâu. Huynh rất yêu Bụi, rất tốt với Bụi, sao Bụi lại rời xa Huynh? Chính hắn là cám dỗ Bụi. Huynh tỉnh lại đi, không có liên quan đến người khác. Có liên quan. Tử là Bụi là của Huynh, cho dù Bụi có chết, Bụi cũng là của Huynh. Cô không thể rời xa Huynh được. Thả tôi ra. Như Mục. Mục Đệ. Mục Đệ, để bỏ tay ra. Bỏ tay ra đi. Tử La, cô mau chạy đi. Chạy đi. Nè. Chạy đi Tử La. Mau chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Tử La, thả đệ ra đi. Tỷ không bỏ, con đánh chết tỷ, đệ không bỏ tay ra đâu. Tỷ bỏ tay ra chưa? Tỷ không cho đệ hại người trên đời này nữa, không cho. Bỏ tay ra. Không. Tôi kêu tỷ bỏ tay ra, tỷ lại không bỏ. Thứ mà tỷ không lấy, tôi cũng không lấy đâu. Tử La. Sao hai Huynh lại ở đây? Chúng tôi sợ cô có chuyện nên ở đây chờ cô. Duyên Mục đã nổi điên, nhưng mà đang cấp được bí cấp độc trưởng, có lẽ trong đó có cách giải độc. Tốt quá, mau về cứu vô sông đi. Được, đi mau. Trong đây chỉ có bí quyết luyện công, thật sự không có cách giải độc gì hết. Hay là chúng ta đánh về Long Môn Tiêu Hãn để tìm bí cấp giải độc rồi mới nói đi. Tôi đã tìm khắp nơi, ngoài cuốn bí cấp độc trưởng này thì không còn gì khác. Bí cấp này khó khăn lắm mới tìm được, vậy mà cũng không giúp được gì. Đừng nói nhiều nữa, bắt hắn về đây rồi hắn tính. Nè, tôi định dùng lực lượng của quan phủ buộc hắn tội dùng độc bừa bãi giết người vô tội. Nè, tội này có thể nhốt hắn 8-10 năm đó. Đến chuyện đó dùng hình phạt tra tấn hắn, tôi không tin hắn ta không chịu đưa thuốc giải ra. Tôi sợ vô sông không đợi được. Vậy đừng chậm trễ nữa, tôi đi trước nha. Nè, tôi đi với Huynh. Mời cũng đi. Cô đừng đi, cô là chăm sóc cho tiểu bụi của tôi, với lại rảnh rỗi nghiên cứu cái bí cấp này.
Người hại độc nhất định có cách giải độc. Mình đi. Vì chuyện của muội đã làm phiền mọi người, thật là ngại quá. Ê, vô sông, sao muội lại ra đây? Muội không sao. Mạnh đại ca, huynh hãy cẩn thận. Muội yên tâm đi. Đi ba. Mạnh đại ca. Cái gì vậy? Cháy nhà. Mọi người không dập được lửa sao? Không ai dám dập lửa. Ai phóng quả vậy? Là Dương Tổng Tiêu Độc phóng quả. Chúng tôi tới dập lửa cũng bị huynh ấy cản lại. Nhưng huynh đệ đã bị huynh ấy đánh chết tại chỗ. Lâm đại cương, khoan đã. Lâm đại cương, quả quạn này do Dương Mộc gây ra thật sao? Tôi vừa về tới thì thấy cậu ấy như một kẻ điên vậy. Gặp ai cũng đến. Đừng mà thiếu gia. Đừng mà Tiêu gia, đừng đánh, nè, Tiêu gia, nè, mau dập lửa đi, cả, cố gắng lên, cả tỷ tỷ của mình, cậu ấy cũng giết chết, cậu ấy là ác quỷ, thật sự là ác quỷ, mau đưa quần áo đi, mau lên. Xem ra Dương Mục điên thật rồi. Chúng ta phải mau chóng bắt được hắn, nếu không hậu quả khó lường. Tôi về phái phù tang đi, tôi đuổi theo cho. Sao vậy? Tôi sẽ đi với huynh. Lỡ gì hắn tới phái phù tang, có mình Tử La không chống chọi được hắn đâu. Quyết định về đi. Thật đúng lúc, tu hành võ công của huynh cao hơn muội. Không biết cấp này dạy người ta cách luyện võ, chắc không có sự gợi ý giải độc. Huynh coi nè. Nè, Tử La, mùi con. Trong này nói là phải để vật độc cắn, rồi lấy độc của nó qua vào nội công của mình. Nếu làm trái quy tắc này, chỉ để nó cắn mà không hút độc của nó, sau đó dùng nội công tấm độc của mình ra cho nó hút, vậy tức là lấy độc trị độc. Đúng vậy. Mọi nghĩ coi, vật độc nào cũng hay hút độc, nó ngửi được mùi của dịch độc nhất định sẽ bò đến hút. Có lẽ là được đó. Vô sông, vô sông. Tử La đã tìm được cách giải độc rồi. Vô sông. Nè, có lá thư. Xin lỗi đi, muội bỏ đi không từ biệt. Muội cứ nghĩ muội bỏ đi như vậy liệu có không tốt không, nhưng muội đã suy nghĩ rất lâu, muội thấy bỏ đi bằng cách này là tốt nhất. Muội biết muội không còn thuốc chữa nữa, vì muội
huynh đã bị Dương Mục khống chế trêu chọc. Huynh nhìn thấy muội bị trúng độc, bị hành hạ, thế nào cũng cảm thấy rất đau khổ. Muội thấy huynh vì muội phải làm những chuyện huynh không muốn làm, muội cũng rất đau khổ, thậm chí còn đau khổ hơn bị trúng độc gấp trăm lần. Nếu như muội thành thật thẳng thắn với huynh những lời này, chắc chắn huynh sẽ nói là muội khờ. Con người của huynh là như vậy đó, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà lơ là bản thân mình. Lúc muội không có ở đây, huynh phải đang sửa đổi, nên nghĩ cho mình một chút. Nếu không, huynh sẽ chịu nhiều đau khổ lắm. Muội xin lỗi, muội không thể chăm sóc cho huynh. Có thể làm nương tựa của huynh là chuyện hạnh phúc nhất trong đời muội. Tuy rằng những ngày chúng ta sống bên nhau rất ngắn ngủi, nhưng đã đủ lắm. Tạm biệt nhân sinh. Đừng tìm muội, cũng đừng trả thù cho muội. Hãy đối xử với mình cho tốt, như vậy thì muội cảm thấy an ủi lắm rồi. Dương Sông, Dương Sông đã bỏ đi. Dương Sông bỏ đi thật sao? Dương Sông còn rất yếu, huynh hãy mau nghĩ cách gì đi. Huynh phải đi tìm Dương Sông. Huynh đi tìm cổ ở đâu? Huynh biết cổ ở đâu sao? Dù bất cứ nơi nào, chỉ cần tìm được cổ, huynh cũng phải đi tìm. Làm huynh không muốn nhìn thấy huynh như vậy. Huynh có biết tại sao cổ bỏ đi không? Cổ không muốn liên lụy huynh. Cổ không liên lụy huynh. Nguyên siêu, bây giờ không phải là lúc xử sự theo cảm tính. Cổ không muốn huynh phân tâm, không muốn huynh nhìn thấy cổ đau khổ nên cổ mới ra đi. Huynh là tướng công của cổ, người hiểu cổ nhất chính là huynh. Con đường này là do cổ chọn, huynh cứ để cho cổ đi con đường cổ chọn đi. Huynh có hiểu không? Huynh hiểu. Cái gì huynh cũng hiểu. Điều huynh hiểu thật sự quá nhiều, nhưng hiểu không có nghĩa là thỏa hiệp. Huynh biết tại sao cô lại bỏ đi? Không lẽ huynh lại mặc cho cổ đi mà không làm gì hết sao? Huynh không làm được. Huynh phải đi tìm cổ. Nè Tứ huynh đệ, hả? Có nhìn thấy một cô gái tóc dài cỡ này và cao cỡ này không? Không có, không thấy. À, xin hỏi có gặp một cô gái cao cỡ này không? À, không thấy, không thấy, không gặp. Mạnh đây kia, muội muốn về bãi phim. Được, đôi độc trong người muội đã sạch hoàn toàn. Tôi sẽ đưa muội về bãi phim luôn. Sau này không trở lại Trung Nguyên nữa, được không? Thật sao? Vô sao? Vô sao? Dương Sông, Dương Sông, Dương Sông, Dương Sông, Dương Sông, làm Dương Sông, Dương Sông, Dương Sông, Dương Sông. Dương Sông, Dương Sông, Dương Sông, Dương Sông,
Nếu không tìm được dịch đâu thì ta sẽ uổng phí hết công sức. Không được, không được, không được. Ông chủ, hả? Có rắn độc, dịch độc hay là bò cạp độc không? Có hàng khô. Tôi cần thứ sống mà. Không có. Cái đó phải đặt. Kết quả ở đâu? Tôi đặt rồi sẽ không cho kịp. Người mang tới. Không kịp đâu. Sao không có độc? Không có độc? Không có độc sao? Bên đó kìa, đứng theo lên. Đứng lại, đứng theo, hô lên. Đứng lại. Để đứng lại, đứng lại. Dương Mục, bây giờ tôi bắt ngươi vì tội giết người. Nếu giết người có tội, vậy ngươi phải chết bao nhiêu lần? Giãn đi. Huynh đệ về. Dạ. Dạ. Độc chưởng của hắn lợi hại đến như vậy sao? Không chỉ độc chưởng, bây giờ trong người của hắn toàn là độc, cả máu cũng là độc. Người nào đụng hắn thì người đó sẽ chết. Thật ra Dương Mục có phải là con người nữa không? Phải đó. Sao lại không giết được hắn? Giết hắn thì sao chứ? Vô Song cũng không trở lại. Nguyên Sinh, mới đừng như vậy mà. Mới nghĩ Lâm cô nương chỉ trốn ở đâu thôi. Bây giờ cô đang rất yếu, lại không biết cô đi đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy nữa. Có khi nào cô đã... Con người của Lâm cô nương rất kiên cường, sẽ không tiếp cận đến như vậy đâu. Cô bỏ trốn chắc để trị thương. Không có gì đâu, huynh đừng lo. Mùi đừng an ủi huynh. Bây giờ không có ai an ủi cậu hết. Mọi người đều biết Vô Song vẫn còn sống. Chẳng qua cô trốn ở đâu đó, không muốn chúng ta nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cổ thôi. Cổ không muốn chúng ta lo cho cổ, đặc biệt là cậu.
Cô sợ làm gánh nặng của cậu cho nên mới bỏ đi thôi. Cô hy vọng cậu có thể làm gì để trừ hại cho Võ Lâm, là một chuyện tốt cho Võ Lâm, cậu có hiểu hay không? Nếu như cổ không có chuyện gì, nhất định sẽ trở về tìm cậu. Cậu đừng có nản chí như vậy nữa. Nguyên Siêu à, Mậu đại ca nói rất đúng. Quân phải làm gì đó, phải phấn chấn lên. Lúc Lâm cô nương trở về nhìn thấy cũng vui ha. Nguyên Siêu, Mạnh đại ca, Quân có thể cho mượn mượn bờ vai một chút có được không? Mùi sao vậy? Quân có nhìn thấy tuyết bay đầy trời không? Quân thấy nó trên trời đẹp ơi là đẹp. Quân muốn dùng tay nắm lấy nó, nhưng sau khi nắm được, nó lại tan trong tay Quân, biến thành nước. Trong lúc này, Quân đừng ngắm nó nữa, chỉ cần lặng lẽ nhìn nó, nhìn nó bay tung tăng trên trời, nhìn hình dạng đẹp của nó, rồi hãy ghi nhớ trong đầu mình. Như vậy thì sau này nó sẽ thuộc về Quân. Đây là hình nộm trời quang, là một trường viết rất đặc biệt của phái Phù Tang. Mỗi khi trời sắp mưa hay là mưa liên tục mấy ngày liền khiến tâm trạng không được vui, thì Quân hãy thành tâm thành ý làm một hình nộm trời quang treo nó lên cửa sổ. Như vậy thì ông trời sẽ nghe được nỗi lòng của Quân, khiến trời quang mây tạnh để mặt trời xuất hiện ra. Nè, muội làm hình nộm trời quang này để tặng cho Quân. Hy vọng sau này mỗi ngày Quân đều được vui vẻ, mỗi ngày đều có tâm trạng vui. Làm gì vậy? Mũi hy vọng nhớ được khuôn mặt đẹp, đẹp nhất của Quân. Nhưng mũi lại không nỡ lòng nhìn hết một lần, cho nên mũi đành phải nhìn từng chút. Từng chút. Từ từ ghi nhớ trong lòng. Một cây kim xuống đất rồi rải một nắm thóc lên trời. Cơ hội mà hạt thóc rơi xuống đầu kim giống như là cơ hội chúng ta gặp nhau, có phải không? Phải đó, Quân còn nhớ sao? Nhớ chứ, Quân cổ hủ quá đi. Nè, vô sông. Sao tay mùi lạnh vậy? Có phải mùi không khỏe không? Mùi đâu có thấy lạnh. Nè, có lẽ bây giờ trong lòng mùi rất ấm áp, cho nên mùi không thấy lạnh chút nào. Quân nên hiểu thế nào là yêu, học cách yêu như thế nào. Nếu yêu một người mà tổn hại đến đối phương thì không nên yêu. Yêu một người quan trọng nhất là biết đối phương cần cái gì. Nhưng điều mũi cần là gì? Đó là Quân hiểu bản thân mình. Quân có hiểu không? Tình yêu là không nhìn thấy được, nhưng trong lòng cảm nhận được hết. Nè, nếu Quân hiểu được điều này, cho dù đánh mất tình yêu cũng không thấy đau khổ. Càng yêu Quân thì mũi càng ân hận. Bởi vì muội sợ, muội sợ Quân vì muội mà từ bỏ mục tiêu phấn đấu và lý tưởng của mình. Nếu thật sự như vậy, thì muội thà chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Muội có cảm giác Quân là người sống trong tương lai, còn muội
chỉ có thể sống trong quá khứ. Mụ muốn huynh hãy dũng cảm sống tiếp cho đến khi huynh biết yêu là gì. Vô Song muốn mình là người dũng cảm, mình không thể phụ lòng cô. Tử La, huynh đã nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt điều gì? Huynh không thể suy sụp tinh thần như vậy nữa. Huynh phải phấn chấn lên. Vậy thì tốt. Mà huynh nói đúng, nếu Vô Song ở đây, chắc chắn cô không muốn nhìn thấy huynh như vậy. Ừ, Nghĩa sư thật sự đã trở về rồi. Tử La, cảm ơn muội. Sao lại cảm ơn muội? Cảm ơn muội luôn ở bên cạnh đồng viên huynh, dù tất cả mọi người chê bai huynh, chán ghét huynh. Muội là bạn thân của huynh mà, không phải sao? Bây giờ huynh định làm gì? Tiếp tục đi tìm Vô Song hả? Không tìm nữa. Nếu Vô Song còn sống, thế nào cũng trở về tìm huynh. Bây giờ huynh chỉ muốn tổ chức lại những tiêu hãng bị tán loạn thôi. Tổ chức liên minh lại lần nữa? Tạm thời chỉ liên lạc. Lần trước đại hội liên minh, nhiều tiêu sư của các tiêu hãng đều bị giết chết. Tiêu hãng của Đại Giang Nam Bắc bị thiệt hại rất lớn. Nếu bây giờ tổ chức liên minh, chưa chắc gì là chuyện tốt. Để coi tiêu hãng nào cần giúp đỡ, huynh sẽ cố gắng giúp họ. Để mọi người lấy lại lòng tin, rồi hẳn nghĩ đến chuyện liên minh. Sau đó mới đối phó với tên ma đầu Dương. Thiên hạ rộng lớn, biết tìm hắn ở đâu? Không cần phải nóng vội. Điều quan trọng bây giờ là tạo dựng lại danh tiếng của nghề tiêu hãng chúng ta. Danh tiếng của tiêu hãng bị Dương Mục phá hoại, còn ai dám giao hàng cho chúng ta áp tải nữa. Vậy làm sao để tạo dựng lại danh tiếng cho tiêu hãng? Tốt nhất là nhận được một chuyến tiêu lớn. Nếu chuyến tiêu này thuận lợi, lấy được lòng tin, thì mọi việc sau này sẽ dễ giải quyết. Giống như vừa rồi huynh nói, nghề tiêu hãng chúng ta sa sút đến mức này, không ai cho chúng ta áp tiêu nữa. Dù có tìm cũng tìm các võ sư ở hộ viện giúp họ. Cho nên quyết định nhờ mẫu huynh giúp đỡ. Mẫu đại ca, có chuyến tiêu nào dễ lưu danh muôn thuở hơn chuyến tiêu của quan phủ chứ? Cậu nói cậu muốn áp tải quan tiêu. Chỉ có cách này mới có thể khiến mọi người lấy lại lòng tin với nghề tiêu hãng chúng tôi. Huynh nghĩ coi, quan phủ cũng tin tưởng chúng tôi, huống chi là bá tánh. Tôi muội hy vọng huynh có thể giúp đỡ. Nè, theo tôi biết, Cửu Dương gia đang có một số công phẩm chuẩn bị áp tiêu tới phương Nam. Nhưng trải qua chuyện Dương Mục phá hoại, ông ấy không còn tin tưởng tiêu hãng nào nữa. Nếu cậu có dự tính này thì tôi cố gắng giúp cậu, nhưng cơ hội rất mong manh. À, hay là vậy, huynh dẫn tôi đi gặp Cửu Dương gia đi. Dương gia, tôi biết triều đình sắp áp tải một số công phẩm tới phương Nam, cho nên tôi đưa Nguyên Siêu tới đây. Bổn Dương đã quyết định sau công phẩm này giao cho Lý Đại Giang ở binh bộ áp tải. Ta còn bận nhiều việc, không có thời gian nói chuyện với hai người. Xin Dương gia dừng bước. Người có gì muốn nói? Dương gia, tôi tên Phi Dương Tiêu Hãn, có thể áp tải số công phẩm của Dương gia từ kinh thành tới phương Nam. Thời gian và ngân lượng phải bỏ ra trong đó cũng ít hơn quan tiêu. Vừa nhanh vừa rẻ. Dạ phải. Tiêu hãn khắp thiên hạ đều là kẻ lừa gạt, không phải câu kết với thổ phỉ cướp hàng thì lãm thu phí áp tải. Ngươi vừa nhanh vừa rẻ thì sao? Đến chừng đó lô hàng này cũng không thể đến phương Nam được. Dương gia, trong nghề tiêu hãn quả thật có những thành phần xấu, nhưng phần lớn các tiêu hãn đều làm ăn đàng hoàng, là người vì đúng pháp kỹ, một lòng muốn kinh doanh, vì bá tánh, vì triều đình, cung ứng phục vụ áp tải nhanh và rẻ. Cục diện hỗn loạn trước đây đều do một tay của Dương Mục ở Long Môn tiêu hãn gây ra. Chỉ cần Dương gia cho chúng tôi một cơ hội, tôi có thể chứng minh cho Dương gia coi, tiêu hãng áp tải tuyệt đối đáng tin cậy. Tại sao ta phải cho ngươi cơ hội? Tại sao ta phải tin ngươi? Bởi vì tôi đáng tin cậy. Ngươi đáng tin? Trước đây Dương Mục cũng có vẻ rất đáng tin cậy, nhưng sau cùng thì sao? Ngươi dám bảo đảm với ta ngươi không phải là Dương Mục thứ hai sao? Dương gia, tôi lấy đầu mình ra bảo đảm. Đầu của ngươi có giá trị gì? Vậy thì mua một tặng một, thêm cái đầu của tôi nữa. Được, hai người đứng lên đi.
Vậy là Dương gia nhận lời. Nhưng mà ngươi phải hứa cho ta một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu chiến tiêu này thất bại sẽ tấu lên hoàng thượng. Tiêu Hạng cả nước đều phải đóng cửa hết, đổi thành kinh doanh của quan gia. Đến lúc đó ngươi đừng phản đối. Dương gia, tôi nhận lời. Nếu chuyến tiêu này thất bại thì nghề Tiêu Hạng cũng rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Đến chừng đó Dương gia không cần nói, việc làm ăn của Tiêu Hạng chúng tôi cũng không thể làm tiếp được. Mẫu Trường Phong, lần này áp tải cống phẩm đến phương Nam sẽ do cậu phụ trách giám sát, không được có sơ xuất. Dạ. Mạnh Quyên Siêu, người hãy tự lo liệu lấy. Tạ Dương gia. Tốt quá, Quyên đã coi rồi, chỉ có đường này là gần nhất. Nè, đường này rất nguy hiểm. Quyên coi đi, chỗ này, còn chỗ này nữa, có đây nữa. Mấy sự trại này đều là bọn phản tạc khó tiêu diệt được. Cha đệ tử khuyên chúng đầu hàng mà không được đó. Nếu chúng ta kiên quyết xông vào, địa hình này rất là nguy hiểm. Chỗ này quả thật dễ thủ khó công. Dùng này là địa bàn của Cửu Châu Tiêu Hạng, Lục Phúc Tiêu Hạng. Họ và người của mấy sân trại này rất là thân. Nè, giao cho Quynh, Quynh sẽ liên lạc với họ. Tại sao chúng ta phải đi đường này? Bởi vì con đường này ngắn nhất và nhanh nhất, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất. Nhiều tiêu hãng muốn lưu danh quân thuở cũng chọn con đường này, nhưng cần phải có thực lực mạnh mẽ, nếu không hả, chết cái chắc. Cho nên lần này phải thành công, không được thất bại. Vì một khi thất bại, không chỉ một mình Phi Dương chúng ta mà nghề tiêu hãng cũng sẽ gặp nguy cơ. Sao vậy? Vì Cửu Dương gia nói Dương Mục đã gây ra nhiều sóng gió, kinh động triều đình. Nếu lần này còn gặp chuyện gì, sau này việc kinh doanh áp tải sẽ giao lại cho triều đình quản lý, tất cả mọi người sẽ thất nghiệp hết. Xem ra lần này quả là gánh nặng đường xa. Tự là mùi có giúp Quynh không? Vậy không hay tư, mùi cũng nên giúp Quynh. Cảm ơn mùi. Mùi Quynh. Ý, được rồi, cậu muốn tôi giúp cậu thế nào? Tôi muốn mượn danh nghĩa của Quynh liên lạc với các quan địa phương của các tỉnh các châu, để chúng ta đến nơi họ sẽ không gây phiền phức. Vậy cho tôi. Đa tạ. Nhớ phải buộc cho chặt. Dạ. Cho ngựa ăn no nghe. Dạ. Quân đại chúng ta xuất phát. Tử La, có mệt không? Không mệt. Thật không ngờ ở hoàn cảnh như vậy chúng ta còn có thể cùng nhau áp tiêu. Điều này là nhà Nguyên Siêu đó. Sao cùng ba chúng ta cũng có thể cùng nhau áp tiêu rồi? Thật không ngờ. Nè, Mạnh Nguyên Siêu. Ơi, Mậu Huynh. Sao Quynh lại tới đây? Nè, Cửu Dương gia giao tôi phụ trách chuyến tiêu này mà. Cái gì? Cậu đừng lo, không phải không tin cậu. Hoàn cảnh này sao có thể thiếu tôi được chứ? Hả? Cậu uống miếng nước trước đi. Được rồi, các huynh đệ xuất phát. Bao mời đại anh hùng, đại hào kiệt Mạnh Nguyên Siêu, Mạnh tổng tiêu đầu một chung đi. Ê, các vị, các vị, sau này đừng gọi tôi là đại anh hùng, đại hào kiệt nữa. Tôi chỉ là một tiêu sư, làm những việc mà tiêu sư nên làm thôi. Nè, tôi mời mọi người một chung. Cạn ly. Cạn ly. Cạn chung. Nguyên Siêu, được khiêm tốn quá. Phải đó, thật sự cũng là đại anh hùng mà. Nếu lần này không có sư huynh thì mọi việc đâu có được thuận lợi như vậy. Mùi không thể nói vậy. Đây là thành quả mà mọi người đồng tâm hiệp lực. Ê, nếu không nhờ mẫu huynh nói giúp, nhờ Tử La giúp đỡ, không có sự hỗ trợ của các huynh đệ ở đây thì chuyến này một mình tôi không thể hoàn thành được. Tất cả mọi người đều làm nhiều việc như vậy cũng nhờ huynh kêu gọi. Vậy huynh chỉ là một người kêu gọi, huynh chỉ nói những lời mà mọi người muốn nói ra, làm những việc mà mọi người muốn làm thôi. Cậu đừng khách sáo quá, hôm nay vui vẻ như vậy, nếu có tiểu muội ở đây thì vui hơn. Nè, vậy càng chung, 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 càng đưa rượu. Dạ. Đây. À. Thank you.
Đừng như vậy mà. Dù xảy ra chuyện gì, muội và mẫu huynh cũng ở bên huynh. Nam nhân đại trượng phu, nhấc lên được thì bỏ xuống được. Cậu còn phải dẫn dắt các Tiêu Hãn trong nước. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Dương Mục mới được. Nhưng bây giờ hắn đang lẩn trốn. Huynh đã quên sở trường của huynh là gì sao? Huynh truy đuổi đó. Huynh từng nói với muội là huynh đuổi theo con heo rừng suốt 2 ngày 2 đêm mà. Đúng vậy. Huynh nhất định phải tìm cho ra Dương Mục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.